chơi hả? Có con sửa hay là cảng này? Quân sự đi. Quân sự đi. Vào nhà máy. Vào nhà máy xong mình vào C sau cũng được. Thế nào vào C thử. Hai ông nhà máy, hai ông tôi cái nhà này cho, cái nhà tôi cần. Ừ, vậy để tôi nhảy. Ông nào theo tôi nhảy vào nhà máy này vào. Tôi. Cho tôi nhảy lên nhá. Thì tôi vào nhà Ly với lại ông số 3 đi. Để tôi vào nhà Ly với ông số 3 mày nhá. Mày nhảy. Alo. Ủa? Đang mà đi làm hả? Ủa? Ôi sao? Ủa không ai nhảy khu nhà máy với tôi à? Không biết. Tôi. Ông cái ông nào nhảy theo ông kia đi ấy ông đi nay tôi thấy xô. Mà hai anh em ngày đi làm chị về à? Hai team nha các bạn ơi. Loạn lắm. Đang vào nhà C mà. Đi không chung ngày chết. Lắm, loạn lắm. Hai team vào nhà C luôn này. Cái ngay mà. C kiểu gì cũng vào. Lộn xuống cho K98 mà làm cái gì ta? Em ơi mình chia tay mực lắm. Tôi add cái S đây đi. Add cái S hay gì? Từ từ nha. Bắn thằng không gặp được thằng đấy luôn nha. Ồ oh, ok không? Ồ oh, ok không? Ông này. Đi cơ thôi. Ném bom. Không lên nóc nhà. Trước mặt mình có một. Còn hai hả? Cẩn thận. Thế nó bắn. Tôi bắn nó yếu lắm rồi. Thế từ cái thằng bạn. Nó bị bắn rồi. Bắn nó yếu rồi nhưng mà đừng ngồi yên, ngồi yên, ngồi yên, ngồi yên đấy. Nó ở đâu ấy? Binh nào? Nó ở nhà xe nào? Lộn. Xe ngoài, xe ngoài. Xe ngoài cùng. Nhìn nào. Sợ chúng nó móc rồi. Đèn là cốp rồi. Đi móc móc sang nhà xe dưới đi. Sang nhà xe dưới xong rồi qua bên kia. Trên nóc xe ngoài có một thằng kìa mấy ông. Nóc xe ngoài cũng đúng không? Rồi nóc rồi. Nhà có này, nhà có này. Xe giữa mình có luôn này. Công lên đi, ông nào lên tầng công với tôi đi, số 4 lên với tầng nhá. Tôi nhá, lên tầng lóc xe ngoài nhá. Xe ngoài mà. Xe ngoài. Nhà tôi có một thằng đang lên này. Nó nhảy ra ngoài kìa. Ui lâu ơi, đi còn lên lên lại đi. Đây, tôi cover được. Chán đó. Ok. Nóc 3 rồi mẫu ơi. Lên luôn ông ơi, hai kia lên. Ui dàn giáo nó không qua, dàn giáo nó không qua kìa. Ui, đây. Tôi rồi giết hai thằng bên này nóc rồi. Rồi clear nha. Rồi máu giết hai thằng nóc bên này rồi. Mọi người ăn đi. Ờ team này clear rồi. Ok ông ơi, hai con ơi. U đi. Mày sắp tôi. Bắn nó. Vào đi bắn yếu quen tay. Mày thế nhỉ, tí nó gạt ông số 3 hên thế nhỉ. Cẩn thận khu bên khu ca nha, khu nhà ca bên khu hoàng giáo nha. Ok không?
Nhà Thì tôi lên khu nhà giàn giáo tôi kiểm tra nha. Hai tem ăn lia hết rồi mà. Không, ở khu này hình như vẫn còn thằng này. Đúng rồi, team đầu cái vẫn đang còn giá, đúng một. Không? Ủa? Hai thằng đang đang nốc ở ôi, trên kia. Ông số 2 ông Lộc kìa, sao nghe giọng giống ấy? Đâu, mình ấy thôi bạn ơi. Khu nhà ca có ôi. Tiếng ấy kìa. Đúng. Đúng, đúng Lộc rồi. Đâu? Đã rồi. Lộc đâu? Đúng ông luôn rồi. Mình cũng tên Lộc nhưng mà không phải Lộc kia. Không. Con người à? Giờ tôi vào xem livestream là tôi biết của ông liền à. Làm gì? Ông số 2 mấy ông không biết ông Lộc à? Lộc nào? Ông Lộc streamer bắn PUBG mà, không biết hả? Ông vào gõ Lộc ấy, bây giờ nó ông kia đang livestream kìa. Tôi toàn xem Nam thôi. Chắc chắn không Lộc luôn. 21 ly. Đúng không? Idol của tôi đấy ông ơi. Idol của tôi à? Ơ? Ông Lộc ấy. Thằng nào cứu ông nhiều chẳng cứu bọn tôi giáo ấy. Ê, rồi thì nói cái cháu ơi cứu nhỉ? Nhà ca lút hết chưa? Đây mình dư tờ có này. Mình dư có 4 này. Có 4 là đấy. Thế không cho tôi bắn ca. Quái rồi ạ. Đây tôi đang cầm này. Đâu dư không? Cho cái cốt 4 đi. Ui. Anh đồ của tôi. Hôm nay lại gặp anh á. Số 2 sinh năm bao nhiêu mà số 3 gọi anh? Không biết đâu, ai cũng gọi mình là anh, mình đang còn trẻ mà. Mình 95. Sinh năm bao nhiêu mà trẻ? 95 á, 95, ôi, tí tuổi. Rồi bạn, thế bằng tuổi em rồi. Vậy, anh bằng tuổi em rồi. Đi đâu, đi. Mấy ông toàn gọi mình anh, mình đang còn trẻ. Gọi tôi với ông dễ sống. 95 là tuổi lợn nhỉ, 95 là bộ này, độ này tuổi tuổi lợn nhỉ. Tuổi lên. Chắc bác kia chắc phải còn nhiều tuổi hơn đấy nhỉ. 92. Bác nào? Bác số 1 đấy hả? Thì ông vừa hỏi mình tuổi đấy, chắc là nhiều tuổi hơn, mình nghe giọng là biết là nhiều tuổi luôn. Đi lấy thính đi được này. Mẹ bắt thì nước ngoài. Ui. Ui gì đấy? Cẩn thận nổ xe này. Gì ấy? Nổ xe đấy. Vãi. Ông đâu lái đây? Ông số 4. Nhìn ông nào ít máu nhất là biết. Đây, tính nghe. Vào thẳng khu nhà ấy, rồi hãy ra ăn tính. Để mình lên trên okay. Nóc mình cam cho. À, ở đây ạ. Xem có ốp xem. Gì có ốp? Không còn gì đâu. Vào khu nhà này cũng được. Vào cam thính lên, cam thính lên, nóc nhà cam thính giảm ấy. Đây có người. Có tiếng một chân nhá, có tiếng chân. Bot. Còn bot thôi. Bot thôi. Idol ơi. Ê, mình dư cái mình có dư cái băng đạn xịn cho M24 này có ai cần không nhỉ? Không. Vãi cả ông. Có người nha bên trái. Có người. Nhanh 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 bên trái này. Khu bên trái này nhà 2 tầng nha. Nhà trước mặt này. Enemies ahead. Rồi, có xe máy, xe watt để ngoài luôn này. Đây, nhà này. Cái tầng 2. Trong nhà nhỏ. Rồi, nhanh tay dữ đấy. Con, nhà bên. Nhà bắt. Nhìn nó. Từ từ, để tôi ném bom nữa nha. Hạ rồi, vào đây. Sang đây. Sau lưng mình có kìa. Boom. Ô, không đâu à.
chứ tầng ở đâu rồi? Nhà này này. Ui bom. Lát thế nhở, bình lát quá. Này. Không phải nhà tôi này. Tới kìa. Sao này có một thằng ông ơi. Sao vách đá sau nhà này. Chỗ nào? Rồi nó rồi. Ui. Rồi. Đầu kia nó táp kìa, đầu nhà kia táp lại kìa. Vừa nốc một thằng ở đây đâu nhỉ? Cứu rồi. Thì hiện mạng lên này. Nãy giờ nốc hơi nhiều đấy. Ê, nó hiện kill rồi đấy. Ừ, hiện kill rồi. Thì chắc là bọn này một team luôn. Còn ông cuối chỗ nhà bên kia, mình lên xe mình công qua đi. Đi. Xuống đi. Rồi, clear rồi. Hay. Ngồi ngay bụi cây mình nhìn không ra. Lấy xe của nó luôn, đi luôn này, lấy xe của nó đi luôn này. Ok, từ từ nha, cho mình lút ít máu, mình hết máu. Ôi, thính gần luôn mọi người ơi. Enemies ahead. Thính hết rồi. Em biết. Anh đang bắn ở đây ạ, tìm ơi. Ông nào giữ x3 nào? X3 không. Ô, thanh mới nó lại rơi trên đầu mình này. Ô, trên đồ có địch kìa, trên đồ có xe này. Hướng nào? Okay. Okay, nó vào khu này này. Nó tính chạy vào đấy nó chơi mình này. Enemies ahead. Nó dừng đây nha. Enemies ahead. Nhìn nó. Gạt hộ một mộ. Trong nhà. Thằng cuối nhà 2 tầng của số 3 với số 4 ý. Cẩn thận nha. Nó nhảy ra ngoài rồi này. Enemies ahead. Clear rồi đúng không? Chưa gì cả. Team này clear rồi. Nãy mình vừa nghe tiếng bắn nhau ở chỗ nào ấy nhở? Hai team bắn nhau chỗ nào nữa ấy? Enemies ahead. Ok. Ê, bên ngoài kìa, bọn này ngoài bo rồi. Bo chỉ kia này nhỉ. Enemies ahead. Trèo lên nhà mình canh bo này, các bạn đây. Đứng đây mình canh được cái bọn chỗ nhà bên kia.
góc này đẹp cực kỳ luôn. Tôi lên xe nó chạy kìa. Nốc một. Tức là mình bắn hết đạn rồi các cậu ơi, cho mình đạn xanh. Số 3 có đạn xanh không, cho mình ít bạn đây. Có. Vừa mình hết bắn đạn rồi. Có nhiều đạn không các bạn ơi? Không có. Em nghe chị ơi. Trời bắn hết. Có em nào. Đây, em tí em. Ui. Vâng. Số 4 đây, cứu mình với. Vâng. Ôi, tự nhiên số 4 này. Số 4 này. Số 4 cứu mình. Số 1 qua cứu ai? Số 1 ơi. Qua cứu. Số 1 nhảy qua cứu đi. Trời ơi, còn chấm máu luôn á. Mà đang có điện thoại. Bực vãi thật sự luôn. Để góc mình xếp này, trời ơi. Sorry anh em, bên đây có điện thoại. Không sao, bình ác quá. Một mặt kia mình. Bỏ qua đây. Ủa, bơm nãy giờ. Bỏ qua đây không ai, sao đứng đấy. Qua đây nè, để tôi ke bên này mà. Trời ơi, đâu bắn nữa vậy? Toàn. Coi đâu cũng bắn. Bắn mẹ góc này rồi. Mình băng qua đường luôn các bạn ơi. Mình băng qua đường luôn này. Chắc là lên nóc nhà thủ chứ bên này. Ui. Hai viên này. Trên nóc nhà ta. Trên đấy, trên chòi kìa, chòi kìa. Cái nhà trước mặt đấy, cẩn thận số 3. Góc chòi kìa. Hay. Tìm này còn lia này. Lia đúng không? Không, vẫn còn nữa, vẫn còn nữa. Đang bắn cứ gọi. Mà sao trời. Leo lên nóc nhà. Trận này căng nhờ. Nhà này có một người nha. Enemies ahead. Đấy sao nhà này có người này? Enemies ahead. Nhà đấy có người. Enemies ahead. Có một thằng. Thằng hai rồi. Hết. Bọn mình đẹp nè. Uầy, đồng thế. Wow, 9 người cũng đông. Đầu này có... Enemies ahead. Sao ấy.
cái ránh ở dưới cái ránh ấy. Không thằng ở dưới cái ránh ấy này. Đúng rồi. Mình ăn không? Sao mình ăn có bom? Đau quá. Ui, góc này hơi nguy hiểm nha. À, bố mày nhìn bố mày đâu rồi? Thằng này nón nít ạ. Chấm móc. Đông bỏ ở đây để thấy này. Bị tuệ nó không nha cái giờ chết rồi, chết rồi, cháy, chết rồi, chết rồi. Chết không cứu rồi. Không cứu rồi. Cứu đâu? Khang đi cứu được, Khang đi cứu được. Tầng 2 hả? Khang choi. Tầng 2 nhé. Cứu đi, cứu đi. Biết nó đâu rồi. Cứu đi, mình có vơi cho. Trời nó bắn. Ôi! Chết ngay mà. Trời ơi. Ê không. Trong cái nhà xanh trước mặt. Đấy đây đấy, nhà xanh đấy. Có một thằng bắn 249 đấy. Ok cậu. Thằng dưới ránh đã chết cho ta. Nó chết luôn rồi bạn ơi. Quá. Nhà xanh trước mặt có. Tem đừng bảo tem 4 nhé. Chắc tìm 4. 1 với 4 rồi. Tem 4 rồi. Có còn bom biết gì à? Ôi. Ui. Nó được cứu rồi à? Ô. Tem lẻ kìa. Top 4 kìa. Trời ơi. À? Bắn vậy. Có tem lẻ. Chết rồi. Điêu nhỉ. Kiểu bị lag nó không tính đam mà. Bắn rồi chết ta.